Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Come on, baby. Ở vô chỗ giữa đi nè. Tới rồi nè, tới rồi. Xin cảm ơn những người anh em. Xin chào, ngày mai lại đến nha. Xin chào toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ 6. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị 6 vị người chơi, trong đó có ca sĩ, có diễn viên, có người mẫu rất là trẻ trung và sôi động. Mời hai đội chơi của ngày hôm nay. Bớt lại, lưu gì đợi mới nghe. Ủa sao giờ áo xanh. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng tôi gặp hai đội chơi. Bên đây là phong cách tập thể dục. Đáng lẽ bên đây qua đây luôn để hợp nè. Còn hai bé dự sự kiện ở đâu về vậy con? Bên đây mặc đồ thể thao thì người ta phi được. Còn mình mặc đồ dạ tiệc mà phi cái gì? Dạ, cũng phi được, nhưng mà tại vì cái con này nó hơi đói nữa không? Không phải đói đâu. Bà đè cỡ đó thì tôi cũng chịu không nổi như hồi đó. Trời ơi là trời. Thôi bây giờ vậy, mình lên bàn ngồi nói chuyện cho đàng hoàng nha. Dạ ok. Xin mời. Bây giờ tất cả mọi thứ đã yên vị rồi thì chúng ta sẽ nói đôi điều về chương trình này, cũng như vài vị khách mời. Ai là người lần đầu tiên đến với chương trình? Là Thanh Trần và Lily đúng không? Cam, Orange. Cam cũng lần đầu tiên rồi hả? Tại sao đến mùa này, mùa thứ 6 rồi mình mới đến? Dạ không ai mời. Mùa này bé nó thật lòng, nghệ sĩ không ai mời đâu đến được. Đúng rồi. Lẽ giờ mình chọc xấu cho chơi đâu được. Ta mời mình mới tới chứ, đúng không? Còn Thiện sao mùa nào cũng chơi vậy? Dạ tao không mời em vẫn tới đó, cho nên ta ép tới thấy tội quá cho vô chơi luôn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Tức là đáng lẽ là mình là người dư mà vẫn được chơi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình dư thì mình về cũng được mà. Ôi đừng vậy chứ. Dạ tới mang gì tới vậy? Dạ hôm nay em mang tiêu, gừng. À còn bên đây là ớt. Ớt là xưa cây. Mình ăn ớt được không? Em cũng hơi. Ở đây có những bạn nào ăn ớt giỏi? Dạ em ăn đến nỗi mà bị lũng bao tử mà, là anh hiểu rồi. Cái đó là ăn không thông minh nha. Chứ ăn lũng bao tử ăn chi. Cam là quê ở đâu cưng? Dạ quê ở Quảng Ngãi. Trời ơi đây còn quê luôn nè. Còn Thanh Trần là quê ở đâu? Dạ em ở đây luôn. Bé trả lời dễ thương á, quê em ở đây. Gì vậy? Cùng quê. Mình nói tiếng Quảng Ngãi đi. Mất gốc. Nó không được. Đó. Quê gì kỳ vậy? Thiệt luôn á. Sao chú Giang không hỏi quê con? Hả? Sao chú Giang không hỏi quê con? À, tại chú thấy không cần thiết. Rồi tiếp tục chương trình. Thôi đến chơi chứ. Quê ở đâu con? Con cùng quê với chú. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Quảng Nam ở chỗ nào? Thôi con ở Đà Nẵng. À, Quảng Nam Đà Nẵng là cứ là như nhau rồi. Ngày xưa là Quảng Nam Đà Nẵng, sau này mới tách ra thôi. Dạ. Là Đà Nẵng ở chỗ nào? Huyện nào? Con ở quận Hải Châu á. Quận Hải Châu. À, nói tiếng Đà Nẵng nghe xem nào. Chào các anh chị, chúc anh chị một ngày vui vẻ. Quảng Nam miền Nam à? Mình có khai giang không con? Không, tại vì con này nó cũng đâu có khác gì nhau đâu. Mất gốc rồi. Đâu, giới thiệu sơ lược về con nào. Dạ con là quê ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Thôi, chúng ta tiếp tục chương trình đi ha. Thì bây giờ ngày hôm nay sẽ có một cái chủ đề liên quan tới hai cái mâm các bạn mang ra. Đó chính là chủ đề ngày hôm nay, xin mời. Đó chính là những món ăn cay. Các bạn đã từng ăn món cay nào mà thích mình nhớ mãi tới ngày hôm nay? Về món Việt Nam thôi. Lẩu gà ớt hiểm. Ai nấu cho em ăn vậy? Anh nấu cho em ăn. Cái đó là cái món cay mà Thiện thích. Tại vì khi mà ăn á, là khi mình húp cái nước á mà mình cắn thêm cái miếng ớt nữa, cái cay của nó, lúc đó rất là đã, nhưng mà sau đó nó lại lắng lại. Và trời ơi, do lần mình đi tắm hồ lên lúc rồi lạnh nữa, ăn thêm gà nữa, trời sướng. Con ăn gì con không bỏ ớt hết trơn, nên là cái nào cũng thích. Con hiểu câu hỏi không con? Chú hỏi là ai đang ăn những món cay nào mà mình thích mình nhớ mãi tận hôm nay. Chứ không phải là chú hỏi là con ăn cay, con ăn con bỏ ớt không? Bao tử hầm tiêu. Bao tử hầm tiêu cũng cay. Thế thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang các bạn đi đến nhiều nơi đặc biệt để đến với những món cay mà có thể các bạn đã ăn rồi hoặc là chưa ăn.
Và trước khi đến với trò chơi ngày hôm nay, chúng ta xem cái món ăn nó xứng đáng như thế nào để chúng ta chơi hết mình như thế nào. Bây giờ là món ăn của vòng đầu tiên. Hôm nay hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực khám phá những món ăn cay đến từ ba nền ẩm thực của ba đất nước khác nhau. Hãy nhìn thử vài món, bạn có đoán được là món ăn của đất nước nào chưa? Nếu khó quá thì để Thiên Đường Ẩm Thực dẫn lối cho bạn vào ngay nhà hàng Cao Lao và khám phá những món ăn cay đầu tiên của đất nước Lào nha. Cùng mở màn bằng món bò nướng luôn ra băng. Đầu tiên, cắt sâu vào miếng nạm cổ bò, nhưng đừng cắt hết. Giữ lại một phần để miếng thịt được nhân đôi như thế này thì ăn nó mới đã. Đem miếng thịt nướng trên chảo cho chín tái, rồi bỏ ra đĩa ngay, kẻo bò sẽ bị dai. Nghiêng dao một góc khoảng 45 độ để cắt những thớ thịt đỏ mềm bên trong. Tạm để chúng vào một bên và chế biến món ăn kèm nha. Cắt cà pháo, hành tím, lá chanh, ớt hiểm, rồi đưa tất cả vào đĩa hún lủi, cà chùm đang chờ sẵn. Rắc thêm tín gạo, ớt khô xay và rưới nước sốt lạp lên trên. Trộn đều tất cả. Đem chúng đến bên cạnh những miếng bò thôi nào. Cuối cùng chỉ cần múc sốt nam chiên chao, vừa cay vừa đậm đà, tắm cho miếng thịt bò là đã hoàn thành xong món bò nướng lung ra ban này rồi. Nhìn thôi đã thấy cay, ăn vào đảm bảo cũng sẽ thấy cay luôn. Nào nào, nuốt nước miếng rồi đến với món cá sốt cay Viêng Chăng nha. Phi lê thịt cá rô rồi cắt thành miếng vừa ăn. Phần xương cá không hề đem bỏ mà đem đi phủ bột chiên giòn cùng với thịt cá, rồi đem chiên cho vàng giòn. Tiếp tục làm sốt cay bằng cách nấu hỗn hợp gồm gốc ngò, ớt sừng, ớt hiểm, tỏi băm, muối, hạt nêm, tương ớt, tương cà, rồi đem đi xoay nhuyễn. Việc cuối cùng là xếp cá ra đĩa rau. Phủ sốt cay lên cá là đã có ngay món cá sốt cay. Miếng cá giòn cay, thơm lừng. Chỉ cần cắn một miếng thôi là đảm bảo dạ dày bạn sẽ yêu món này đến suốt một đời của con người luôn đó. Cùng khám phá tiếp món lạp vịt đặc trưng của ẩm thực Lào nha. Trong tiếng Lào, lạp có nghĩa là may mắn. Còn ở Thiên Đường Ẩm Thực, được ăn mới là may mắn. Ức vịt được cắt thành miếng hạt lựu, rồi đem đi áp chảo cho chín đều. Tiếp tục cắt cà pháo, lá chanh, ớt hiểm, hành lá, bỏ vào trộn cùng rau húng lủi, thính gạo, ớt khô xay. Cho thịt vịt áp chảo cùng đậu đũa vào, rưới sốt lạp lên. Trộn đều để những nguyên liệu thấm dần vào nhau. Lạp vịt có vị cay, thơm ngọt cùng cà pháo và đậu đũa giòn giòn. Không biết đội nào sẽ đăng cai ngôi vị. Gắp lạp vịt bỏ vào xô nếp than và thưởng thức nghe nhỉ. Canh nò mây là món canh cổ truyền của người Lào, được nấu từ măng tươi và các loại gia vị tự nhiên. Đun sôi nước hầm xương gà và xương heo. Cho vào vài miếng sả và trái ớt hiểm cho dậy mùi. Tiếp đến lần lượt bỏ bí đỏ, măng tươi, nấm mèo, nấm kim châm, nước lá giang nan xay và mắm cá Lào vào. Đun sôi trong vòng 4 phút, rồi thêm bột năng pha nước vào đánh sệt. Thêm chút lá ngổ lên trên, vậy là đã có ngay món canh nò mây rồi. Món canh nò mây tuy đơn giản nhưng đậm đà, thơm ngọt. Hãy cẩn thận vì canh rất ngon. Húp nhanh mà quên thổi thì chỉ có nước phỏng lưỡi thôi đấy nha. Món ăn đầu tiên của vòng đầu tiên này, những món ăn liên quan tới đất nước Lào. Lào em biết. Ngày hôm nay đội nào chiến thắng ở trò chơi sau đây sẽ được qua bên Viêng Chăng hoặc là Ra Bằng để ăn những món đó. Ai không chơi được thì chịu khó nhìn miệng, dù đẹp cỡ nào cũng không được tha thứ. Ráng thắng nha, không ai được. Trò chơi ngày okay. Sau đây bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, trò chơi của chúng tôi có tên gọi là săn heo. Đó là chúng ta sẽ có hai bạn chung một đội bịt mắt, rồi bạn đầu tiên di chuyển lên đập một con heo, sau đó đi về đưa cái cây cho bạn còn lại di chuyển lên đập con heo, cứ thế luân phiên đến hết giờ thì thôi. Và dĩ nhiên trong trạng thái bịt mắt, bạn còn lại là sáng mắt
và phải chỉ đường cho hai bạn mình đi. Ok. Dĩ nhiên dưới sự nhiễu loạn thông tin của đội còn lại. Rồi, ok. Và đội còn lại cũng sẽ chơi với cái luật chơi như thế. Ok. Và nếu chúng ta chọn màu đỏ là màu của đội mình mà đặt heo màu bạc là vô tình mang về cho đội kia một con heo. Okay. Bây giờ chỉ nghĩ là đập thôi. Ờ, cũng khó cái đấy. Sau khoảng thời gian nhất định của chương trình, đội nào mang về nhiều lượt heo, nhiều con heo được đập hơn, đội đó chiến thắng, giành được phần thưởng là một trong những chiếc gương này có một quà bên trong, rồi bước vào đại tiệc. Ok, vô. Rồi, ai chơi trước? Đây, bên em. Không phải ý, tôi đang nói chưa kịp nói tới ai chơi mà. Tôi nói đây, bên đội tôi, với một tiền sử hay đánh chồng, đập chồng thì cho đánh heo. Còn đây, người con gái đầy bạo lực, cho đập heo luôn. Chưa có chồng nhưng mà đầy bạo lực, cho đập heo luôn. Em sẽ là người chỉ đường. Vậy mời Thiện bước qua bên đây trong vòng vây của đội bạn. Hả? Sao vậy? Bước qua đây trong vòng vây đội bạn. Ủa, nhiễu loạn tiếng. Đứng trên giữa. À... Đứng qua đây. Anh nhìn mất tiếng Nam. Có nhờ. Hai bạn lại mời đứng lui. Thì em là con heo đỏ hả anh? Chọn màu đỏ đúng không? Màu đỏ đi. Màu đỏ. Hai đứa. Chỉ nghe giọng một người đàn ông nói tiếng Nam nha. Khi nào mà bên đây vừa đi, bên này vừa chỉ là mình người la ơi. Bên kia khỏi nghe luôn. Đừng. Rồi, thời gian bắt đầu. Đi thẳng lên. Rồi, thẳng lên. Đừng. Anh kêu đừng gõ cái đó mà. Ủa cái gì vậy? Tôi nghe giọng Việt Nam không chị ơi. Em gõ trái người ta rồi. Rồi thẳng lên đi. Khoan. Để luật chơi khó hơn một tí. Ủa gì vậy? Chúng ta sẽ có 10 vòng quay tại chỗ. Ủa? Sao tiếng của em là bị vậy anh? Quay. Rồi. Rồi đi thẳng luôn. Quay lưng lại. Rồi đi thẳng lên. Phải nữa. Rồi, cầm. Đi thẳng lên. Đi thẳng lên. Về trái, nghe tiếng của anh thôi. Rồi. Đừng đập. Đập đi, đúng rồi đó. Trời ơi, đập cua người ta không vậy? Trời sao? Đập cua người ta thôi. Xong rồi chị, đi về. Rồi, về đập nhỏ này, đập đi. Đập đi. Nào chị đi. Thôi thần. Rồi, thẳng lên. Bẹp trái. Cách này thiện nè. Bẹp trái. Đập đi. Ừ, đập chỗ đó, chỗ nào cũng được. Đúng rồi. Ha! Ra nha! Ừ. Ra nè! Đúng rồi, dùng khả năng đánh chồng của em đi, đập heo. Rồi, hết giờ rồi, đập gì nữa? Ủa vậy anh? Để coi đập được mấy con heo đỏ, mấy heo trắng. Lần sau cho tôi đập heo nha. Đừng cho tôi nói nữa. 1, 2. Ủa, được mở gì chị? Được rồi, mở đi. Như vậy là đập 4 bạn heo đỏ và đập luôn 2 bạn heo bạc. Có nghĩa là chúng ta tự mang về cho đội bạn 2 bạc.
có nhiều rồi. U cái gì? Mình chỉ cần đặt hai con thôi. Hai bạn là ta đã bằng rồi. À. Nhưng mà mình phải. Ok anh, em hiểu rồi. Đợi thằng đi cam. Đi ba. Thưa quý vị, em bị lên tầng 6 rồi quý vị ơi. Em bị lên tầng 6. Đi về. Quẹp trái đi. Đúng rồi. Đập. Trời ơi. Thiệt luôn á. Thiệt là bạo lực. Thiệt được tính không vậy? Té. Ai chơi vậy? Không chơi vậy. Nghe em Thành thôi. Rồi. Bên trái. Rồi. Đưa cây cho bạn kia. Chơi thôi. Thôi mà chơi lịch sự đi. Đúng rồi, đập đi. Đi thẳng nè. Sao? Đi thẳng. Anh đang hỗ trợ cho đội em luôn á. Đừng em. Bên phải rồi. Trái. Đây, chơi cái chiếc mày em luôn. Hết giờ. Cái này không có tính cái nào ăn gian hay là ăn thiệt luôn á. Như vậy là đội các bạn đập được 1, 2, 3. 3 màu trắng với lại mình được 2 màu trắng nữa là 5. Còn đội của mình nãy đập được cái 4 màu đỏ thôi. Đội mình thắng, đội bên kia được cái thứ nhất là chắc chắn là được ăn cái đại tiệc hồi nãy, là món lào. Thứ hai là được một món quà trong 3 thùng đó. Hãy chọn thùng. Thùng số mấy nhờ? Số 1 đi. Ok, số 1. Rồi, chúng ta đã có món quà của thùng số 1. Cuối chương trình sẽ khui ra để xem đó có thưởng hay là không, thưởng ít hay thưởng nhiều. Còn bây giờ, mời bước vào đại tiệc. Như đã nói từ ban đầu, thắng làm vua, thua nhìn miệng. Anh, em cảm thấy ở lần này nó quá dã man, đến một cái mức mà không có chén luôn. Thì có chén anh cũng có được ăn đâu. Nghe thánh tả nè. Okay. Đây là một trong những món người ta nói là gọi là món chính của Lào, cái gì là đặc sản á. Đúng rồi, của Lào. Đây là sung mà anh. Thưa quý vị, Jun đang dũng. Sau khi xem clip, clip có nói hết rồi. Giờ món ăn ra hình ảnh. Anh, cái đây là sung hả anh? Sung hả? Cái này là cái ổi. Cái này là chả cà cà bảo. Gì? Ổi. Thưa quý vị, chúng tôi toàn là những master chef. Mua nhắm cái ổi thiệt mà. Là cái mùi rất là thơm, cái thịt nó mềm và cái những cái rau xung quanh nó giòn. Đó, nghe tiếng ngọt. Rộm luôn á. Chua cay mà ngọt đầy đủ. Cái này là vịt nhưng mà ăn vào không biết là vịt luôn á. Nghe cháu tôi nói nè. Ngon. Bé sâu sắc ghê. Nhưng rất mà nhân văn luôn.
Trời ơi, nước chấm anh cũng không để chấm, tụi em chấm múc nữa hả? Chấm luôn. Thiệt luôn em á. Định là thọt ngón tay em chấm. Kệ người ta đi, mệt quá. Đây là món thứ hai. Đây là bò luộc pho bần. Đây là một địa danh rất nổi tiếng của Lào. Chúng ta sẽ kẹp mấy cái rau này vô. Bò mềm, chua. Và món này rất là thậm vị nha mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này cái rau thơm rồi nè. Em thì ăn cũng ăn chị ăn á. Cái này rau húng mà. Mình nói cho người ta, mình nói cho người ta nghe nha. Mình ăn lẹ đi, mình vô vòng 2 mình chơi nè. Rồi. Đây, thử món cá cho các bạn hài lòng nè. Nè. Chấm vô đây. Lào nó có rất là nhiều loại nước chấm nha. Có một loại nước chấm mà rất nhiều người thích đó là nước chấm cà chua đó. Cà chua với hành tây. Cà chua nướng lên. Xong rồi cà chua hành tây nướng. Đúng xong rồi bỏ ớt bỏ đồ vô. Em hay làm cái đó cho em ăn. Đúng rồi, cái đó chấm ngon lắm. Đây, nếp cẩm. Ngon. Cá thơm, giòn. Vị cà chua sốt vừa miệng ha. Không mặn, không ngọt. Và ăn với cái xôi này rất là hợp lý. Dạ. Hợp lý. Em cũng thấy hợp lý. Cái da này nó dai. Nhưng mà ăn nó không, trước tiên là nó giòn trước. Xong rồi mình nhai một xíu thì nó thành da. Nó không biết là là từ lúc mình nhai tới khi mình nuốt là vẫn dai luôn. Bây giờ á, thật ra anh cũng không chắc anh là người Việt lắm, tại vì anh không hiểu tiếng em nói. Lúc đầu anh tự tin anh là cái người này Việt. anh phải tự giác, tự giác. Đưa đây. Ý bạn là tự cảm nhận á. Nhưng qua tự giác người ta làm gì biết người ta tự giác. Canh truyền thống của người Lào. Cái này ngon lắm mọi người. Ngon hả? Em thì em thích mảnh bò nhất nè. Nói chung là đậm vị á. Tao buồn quá. Thực ra anh đi nhiều anh thấy cay nhất vẫn là người Việt Nam. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy. Không, nhưng mà em thấy cay nhất nữa là quê mình. Hoặc là Huế. Sao mỗi lần bé nói chuyện á ai cũng im hết trơn ha. Em đang suy nghĩ, bé đang cố gắng hiểu á. Thực ra người Thái á là món cay nó chỉ là vài món thôi. Người Hàn á là cay chỉ là do màu sắc thôi. Của người Hàn là ớt tạo màu. Còn người Việt Nam cái gì cũng có thể ăn ớt được. Để. Còn Trung Quốc là tê nhiều hơn là cay đúng không? Người Hoa là tê nhiều hơn là cay. Tê từ đâu? Em thì có cái hạt tê á. Tiêu tứ xuyên. Cho mấy cái lẩu á, cái lẩu mà mình ăn nó hay tê tê tê. Hạt tê á. Hạt tê. Không, em đang suy nghĩ luôn á. Em sợ là kiến thức em không có đủ để gọi là có. Ủa có cái hạt tê hả ta? Đúng rồi, nó tê. Tê đầu lưỡi đó là do cái tiêu tứ xuyên. Bỏ nhiều quá thì nó tê. Rồi, ăn canh đi. Canh truyền thống người Lào. Anh ăn canh đi mấy đó. Ngon. Cảm ơn anh. Ừ, anh nhìn thấy cũng ngon. Nấu cũng chuẩn á. Nấm này ngày rồi muốn sắp hết rồi phải không? Mọi người em nghe bé nói nè. Nghe bé nói nè. Mới đi học hỏi nhiều từ các đàn em. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi nói đi, nói đi em. Tả đi nha. Nấm này ngày xưa em hay vô rừng hái á. Rừng nào? Rừng nào? Rừng Amazon. Làm cách tiên. Rừng với Đà Lạt. Rừng với Đà Lạt. Ngày xưa là ngày nào? Dạ, hồi xưa hay đi chơi á, xong rồi bạn dắt vô rừng hái nấm mấy cái mùa mưa, xong rồi nấm nó mọc lên á, nhưng mà mình phải biết phân biệt nha. Bạn trai hay bạn gái? Một nhóm luôn. Nhóm bạn đó. Đúng rồi, phải phân biệt là nấm này ăn được không? Độc hay không độc? Đúng rồi. Giống kinh vui lắm á. Phân biệt bằng cách nào? Ăn thử, nếu mình nằm liệt là độc. Còn mình vẫn ăn được là có nghĩa là không độc. Không, nhưng mà thường thường mấy cái nấm độc là nó đẹp hơn là cái nấm không độc. Giống như gái đẹp là độc. À. Em đồng ý với vấn đề đó. Đúng không? Còn cỡ như là Diệu Nhi, Buka, Thả Như là không có độc. Không, em thấy mấy chị dễ thương mà. Anh nói chơi thì thôi, chứ tụi nó không, vẫn không đẹp nha. Nó em anh mà, vẫn không đẹp nha. Nó dễ thương mà nó hài hước. Ba chị ơi, mình có coi được đoạn clip này. Mấy đứa ơi, đừng buồn nha. Sự thật là vậy mà. Nghe nè, bắt đầu nghe về Oren nói về canh nè. Bí đỏ. Nấm rơm. Đây là nấm kim châm, à lộn, kim chi. Kim châm. Nấm kim châm không phải, nấm kim chi. À, nấm chi. Hả? Tài, nấm mèo mà. Nấm mèo. Tay mèo. Tay mèo. Ở nhà mình có cơm. Chỉ với một lời em nói mà trái tim này đã không thở được. Sao số phận lại để cho đội kia thắng mà không cho đội tôi ăn? Trời ơi. Thật là định mệnh. Nói chung vòng này thưa quý vị là những món của Lào. Có thể các bạn quen hoặc chưa quen nhưng mà có thêm một nguồn kiến thức mới. Và dĩ nhiên các bạn biết rồi, như những gì chúng ta bàn tính hồi nãy giờ chắc chắn sẽ có một trong những món đó. Thiệt. Lát nữa mà có dĩa sâm tầm pù ở đây là chết người liền. Thôi, chờ đợi ở vòng thứ hai. Dạ, và chúng ta sẽ chờ xem đội nào bước vào đại tiệc. Yên tâm đi, thua, dạ. Thua nữa. Mời.
vòng này đồ chơi ở vòng này dữ dội, đồ uống cũng đẳng cấp. Mình là người biết ăn nhiều uống nhiều. Đúng. Mình ăn mình nói cho đúng nó ngon lành. Mấy đứa này mới đẻ hôm qua không hà. Con chưa chắc là có được ăn không mà. Hả? Con chưa chắc là có được ăn không? Thì ra ý là anh động viên cái đội anh. Ngay bây giờ là món ăn ở vòng chơi thứ hai. Mời quý vị cùng xem. Cha cha, đội thua chắc đang cay cú lắm vì đã lỡ mất những món ngon của nước Lào rồi phải không? Trời biết luôn á trời. Nói vậy trời. Nhưng không sao, khi Thiên Đường ẩm thực đóng thực đơn này thì sẽ mở thực đơn khác. Nhưng được ăn hay không thì chưa chắc. Hãy chào đón những món ăn cay của đất nước Ấn Độ ở vòng này nha. Đầu tiên là món mutton vindaloo, cà ri cừu. Nhìn gia vị thôi chắc đã thấy hoa mắt hết rồi, chứ đừng nói gì đến việc phân biệt chúng phải không? Vậy thì cùng đầu bếp Shaka của nhà hàng Spa India bắt tay vào chế biến nha. Cắt hành tây thành hạt lựu, cắt tiếp gừng, cà chua, ngò rí, ớt sừng. Chuẩn bị cho việc xào nấu không ngừng nghỉ đây. Cho một chút dầu ăn vào chảo nóng. Cho vỏ quế, vài hạt bạch đậu khấu, một muỗng hạt thì là, tỏi băm, vỏ hành tây, ớt sừng, ngò rí vào, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu hơi ngả màu thì cho cà chua vào. Dường như vẫn chưa đủ, anh đầu bếp cho thêm bột nghệ, bột ớt, bột thì là, hạt bạch đậu khấu và quế xay nhuyễn, kèm một thìa muối nhỏ. Cho một chút nước để hỗn hợp không bị khô và cháy. Đến lúc cho thịt cừu vào. Món này không thể thiếu sốt cà ri Ấn. Những khúc khoai tây này sẽ được cho vào khi thịt cừu đã ngấm mềm. Món cà ri cừu vừa béo vừa bùi. Múc một muỗng cà ri đỏ Âu, ăn với cơm Ấn Độ trắng tinh khôi sẽ rất ngon, rất cay. Không cần mua vé máy bay đi Ấn Độ cũng có thể thưởng thức món này ngay tại Thiên Đường ẩm thực. Món thứ hai trong thực đơn Ấn này là món chicken leg pepper fry, món đùi gà chiên giòn, nhưng lớp áo bên ngoài là các gia vị đậm đà của nước Ấn. Loại bỏ hết da gà của đùi gà, cứa sâu những sớ thịt để gia vị có thể thấm đều bên trong nhé. Cho hỗn hợp gừng và tỏi xay, thêm một chút nghệ, hạt ngò rí xay, bột ớt, bột mì, bột bắp. Trộn đều. Đem đùi gà đi chiên rồi vớt ra đĩa. Phi thơm hạt thì là, lá cà ri tươi, hành tây, ớt sừng, gừng. Cho cà chua và những gia vị khác vào. Hỗn hợp sền sệt này sẽ là một lớp áo giúp cho món đùi gà ngon hơn. Ta-da! Món chicken leg pepper fry thật là hấp dẫn. Miếng gà thơm giòn tan với vị cay của một chút tiêu, một chút ớt, một chút gừng. Ăn vào rất thơm mùi tiêu, thơm mùi ớt, thơm mùi gừng. Thưởng thức rồi mới thấy đùi gà Ấn Độ rất khác đùi gà Việt Nam đó nha. Cùng đi tiếp chương trình với món fish tikka, món cá phi lê được tẩm ướp trong sữa chua và các loại gia vị, nướng trong lò đất sét. Cá ba sa cắt khúc vừa ăn, rồi cắt miếng chanh vắt đều lên trên. Cho tiếp một ít muối, hỗn hợp gừng và tỏi xay, bột nghệ, bột ngò rí, bạch đậu khấu, hạt thì là, quế xay và sữa chua Ấn Độ, hạt điều xay và bột ớt. Trộn đều các loại gia vị cho thấm sâu vào miếng cá ba sa, rồi đem cá ba sa xiên vào xiên, rồi đem đi nướng cá ba sa. Phải nướng bằng lò đất sét thì mới đúng chất nha. Chấm thử một miếng cá với sốt ngò rí Ấn Độ. Mọi người muốn biết vị thơm của nó như thế nào thì chiến thắng vòng này đi là biết ngay thôi. Cuối cùng là món brown chili. Nhá hàng thành phẩm chút xíu rồi cùng nhau điểm qua những nguyên liệu chính cần chuẩn bị nha. Tôm bóc vỏ, cắt nhỏ gừng, hành tây, ớt chuông xanh, ớt sừng và tỏi. Cho bột mì và bột bắp, nước, trộn đều cho bột hỗn hợp bao quanh tôm. Đem tôm chiên trên chảo dầu nóng, đến khi chín vàng thì gắp ra. Tiếp đến cho hành tây, ớt chuông, gừng, ớt, tỏi, đảo đều. Thêm một chút muối, tiêu,
và tiêu. Thêm cả tương cà, tương ớt, nước tương làm cho món ăn thêm đậm vị. Cho tôm vào xóc đều. Để riêu lửa 30 giây cho tôm nóng lại là được. Wow, nhìn món tôm này đi. Nhìn kỹ nữa đi nè. Rồi tưởng tượng chấm miếng tôm vào tương ớt, đưa miệng vào cắn thì chỉ có nước bay lên theo nụ cười rạng ngời, bay lên cao như cồn cào. À, để Thiên Đường Ẩm Thực giới thiệu thêm với mọi người về món bánh mì bơ tỏi. Món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Ấn nha. Cán mỏng bột bánh mì, rồi rắc lên trên một nhúm tỏi, trải đều ra, đem áp lên thành của lò đất sét. Chỉ trong chốc lát thôi là bánh đã phồng lên và chín rồi đây. Bào lên trên mặt bánh một chút sợi bơ. Độ nóng hổi của bánh sẽ làm bơ tan đều ra trên bề mặt. Bánh mì này ăn kèm với bất kỳ món nào trên bàn tiệc hôm nay thì cũng đều ngon cả. Và cuối cùng, muốn ăn thì phải lăn xả. Hãy giành giật quyết liệt để quyền ăn thuộc về đội mình ngay thôi nào. Chúng ta sẽ biết thêm về những món ăn Ấn Độ. Vâng. Nếu chúng ta chiến thắng. Vâng. Còn nếu chúng ta không chiến thắng thì mãi mãi nó nằm ở đâu đó. Ủa? Và chúng ta không biết bởi vì có ăn đâu biết. Bây giờ là trò chơi của vòng thứ hai. Mời hai đội chuẩn bị. Thưa các anh chị thân mến, trò chơi này có tên tiếng Ấn Độ là Thon Lạt. Hả? Dịch sang tiếng Việt là Thạch Lon. Mình chơi tạc. Vậy mà ngồi đứng em ngồi em suy nghĩ. Thon Lạt. Là Thạch Lon. Vậy thôi. Sẽ có hai đội ha. Nếu đội này chơi thì đội kia sẽ có một người đứng đây để cái lon lên trên đầu. Wow. Và chỉ riêng chúng ta đeo nón bảo hộ. Ừ. Và đội còn lại ném. Hai thành viên bắt đầu ném. À, một thành viên đứng kế bên để khi nào lon rớt lụm lên. Yeah. Trong thời gian nhất định 3 phút của chúng tôi, đội nào ném làm rớt lon nhiều hơn thì đội đó giành chiến thắng. Ok, được. Nhớ, dù chúng ta nghệ sĩ với nhau có ghét bỏ anh Chí Thiện thì mấy em cũng nương tay. Ê, đừng có bậy nha. Anh dù sao cũng là tiền bối mấy đứa nha mấy đứa. Không, em idol anh. Bọn em chỉ vì miếng ăn thôi, không có làm gì anh hết. Em. Thời gian 3 phút chuẩn bị. Nhiệm vụ của Oren là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hả? Lon rớt lụm, lon rớt lụm. Cố lên càng. Thôi thì không, chưa có thấy, chưa có thấy đi. Cố lên mọi người. Ơi. Không trời ơi, trời ơi. Cái bên này bé nhỏ quá. Ồ. Trời ơi, khó vậy. Đừng giúp chết là tự mình làm rớt lon rồi nha. Biết rồi. Trời, xong rồi vậy. Bỏ tay xuống. Không cho hả? Mạnh lên. Trời ơi, cái này nó thích. Cái này nhẹ quá. Mình chọi lon chứ phải mình quăng vô lon nha. Cố lên. Chúng ta qua dạch nha. Qua dạch nào. Không được chết nào. Không được. Dạ. Anh sắp rớt rồi. Anh đang cố điều khiển đó mà. Ok được. Yên tâm, được ngon là này. Mấy phút rồi. Tôi giỏi quá Thiện ơi. Nhanh. Ngửa ra mới khó, mới dễ rớt. Vậy nó khó rớt lắm. Trời bà Orin, ngửa cái lon lên. Trời ơi, bà chưa hiểu luôn. Trời ơi, để cho hồi nãy nó cũng dễ rớt mà. Yên tâm. Để em đẻ đó. Đó. Trời ơi. Anh nè, anh ngước rồi. Đó là rớt liền. Nó đang bị trưởng đoàn sao đó. Thì cái quả gặp cái đầu xuống xíu. Hả, đúng rồi. Ê. Yeah, hay quá. Ai em đang chọi vô mặt anh á. Đừng. Em đang chọi vô mặt anh á. Hay quá. Chị hay quá. Có lên. Sắp hết giờ rồi. Hai trái ở đâu mấy giờ, mấy lâu rồi chưa đâu, còn lâu mà sao trời, sao hành hạ em lâu dữ vậy? Cũng rớt mà. Trời. Nó sắp rớt rồi kìa Thiện. Trời, thẳng mặt luôn. Cố lên. Trời ơi. Tôi đang trộm nó không thích Chí Thiện. Slow motion mấy chút đó. Vì miếng ăn luôn anh. Có là. Sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi.
tới mai nha. Ba trái thôi nha anh Thiện nha, không được quá tăng. Anh đang cố gắng, anh đang cố gắng, anh đang cố gắng. Trời ơi, mệt rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ghê quá, ghê quá. Thiện tự hại mình. Ủa? Ba trái thôi nha anh Thiện nha, không được quá tăng. Anh đang cố gắng, anh đang cố gắng, anh đang cố gắng. Trời ơi, mệt rồi. Bình tĩnh, ghê quá, ghê quá. Ủa? Anh tự hại, anh tự hại. Anh tự hại, anh tự hại. Mấy lần rồi, bốn lần rồi hả? Bốn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chí Thiện tự hại mình nha. Dạ. Trời ơi. 3 phút lần hả? Trời ơi. Thôi mệt quá, đứng yên ra chỗ rồi. Frog lắm. Nam lần. Được ăn rồi. Là người ta lắc, người ta không chọi lại gì. Thì là anh đứng hết vững rồi đúng không? Trời ơi. À, chú đừng chuẩn chờ cái chiêu là không chọi được chút cái lon, chọi chút của mình để tính cái hiện đau quá, ôm của mình rất lon. Anh này cái lắc một cái là rớt liền. Sao tỏ lên anh? Bạn chọi chút chút không đó, chút không đó, chút không đó. Anh giờ, anh giờ, anh giờ. Anh giờ, quá, 6 lần rớt lon. Rồi, chọi mời đội tiếp theo. Thưa quý vị, ở vòng này chúng tôi sẽ gọi là ưu tiên khuyến mãi cho đội mình hai cái để tặng. Để chọi thùng của banh là 2 tiếng mít. Để chọi thùng của banh là 2 tiếng mít. Em chọi cho người thôi là... Trong đây có thấy 2 trái cam nữa nè. Trời ơi, ai ngại quá. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái đầu ông này ngang chạy. Xuân, 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 cười là rớt đó. Đi về em đấy hiểu cực. Đi về em đấy hiểu cực. Đi về em đấy hiểu cực. Đúng rồi, phải rồi, dịnh đi, dịnh đi, dịnh đi. Tôi đập lại đó. Ê, bên kia dịnh, bên kia. Mình được tự hiện. Tự mình hại mình đi chứ. Mày không dịnh đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng rồi. Đừng ăn nhạc. 3 lần tự hại. Ê, chú chú chọi luôn á. Cho anh chọi đi vô. Ngon rồi, mình ăn rồi, lượm đi. Mình thắng rồi anh ơi. Đứng im, đứng im, đừng có thay đổi vậy đó. Đừng có nhúng nhích, đừng có cười. Cười nha, đúng là mình rất là ngang nha. Thiệt đi. Em đếm. Trời ơi, anh ngừng trúng rồi. Anh ngừng trúng rồi. Em nghe hả? Em đếm. Trời ơi, anh ngừng trúng rồi. Anh ngừng trúng rồi. Thiện ơi, trời ơi, sao đụng rồi. Ây da. Ngon rồi, mình ăn rồi, lượm đi. Ăn rồi anh ơi. Trời ơi. Nó ngang chàng lắm cái đầu. Tại vì cái tóc anh Jun mượt quá sao. Trời. Cái mặt luôn. Nó chảy bên nhẹ hiểu à. Em một lần, một lần. Còn 2 lần nữa là một bằng nha. Rồi. Nói tụi tâm lại anh ơi, đừng rồi anh ơi. Để thì Vũ rất chịu. Sao vậy Xuân, anh Xuân? Thôi tiền. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Ê, đứng đâu nha mọi người. Không, anh lấy cái bự đó. Bảy lần. Hồi nãy anh đứng đâu lắm em. Ok. Rồi, đứng em. Anh đang hết, chả anh nổi. Oán hận vào đây. Để nỗi đâu xem vậy. Không, phải cho em chọi được 3 phút chứ.
Rồi chiến thắng và bước vào đây. Xin chúc mừng các bạn. Được ăn rồi. Được ăn rồi. Thời thế đã thay đổi rồi. Trời, số phận an bài rồi. Cách đây chỉ có vài phút người ta coi mình khúc ra gì. Đúng rồi. Còn bây giờ thì sao? Đó, nhìn lại đi. Đây. Đây, trời ơi. It's Curry á. Curry. Curry. Curry, Curry. Curry cừu với mọi người. Curry cừu với mình. Cừu. Cừu thấy chắc cũng giống thịt thịt bò đúng không? What? Kìa, bé nó hỏi kìa, hỏi lại nè à, thịt cừu có giống thịt bò không? Thịt cừu nó không giống thịt bò, tại vì con cừu với con bò nó cũng đã khác nhau rồi. Nhưng mà thịt cũng cục 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 đó, đâu ai mới phân biệt được. Không, cái độ mềm nó cũng khác nhau. Cừu nó có mùi nặng. Mùi, cái mùi nó khác nhau đấy. Bò là mùi thơm. À, vậy là cừu dở hơn bò. Dạ, không có nghĩa là cừu dở hơn bò. Không có nghĩa là nó như vậy. Hiểu không? Dạ. Cái cách ăn á. Ăn thử không? Thịt đổi này, sau cái chương trình kết thúc, qua nhà anh Thiện, Thiện chỉ cho vài chiêu về thịt bò, thịt cừu. Đúng rồi, anh cũng biết nấu ăn đấy. Dạ. Yeah. Ừ. Ok, mình ăn đi. Trời đất ơi, sao em ngại cái gì? Trời ơi. Quên nó, quên. Sao anh, sao anh? Anh tả cho em trước đi. Đúng là cà ri. Nước hả? Biết ngại ổng mà. Rồi, nào có mùi cừu rõ rệt. Mùi cừu rõ rệt. Rõ rệt. Về cà ri. Và đối với anh thì là không cay. Nhưng mà ok, để em thử. Người bình thường thì nó sẽ cay. Rồi. Không cay. Thử em. Thực thường ở nhà là em ăn thịt cừu á là nó sẽ nồng, cái mùi nó rất là nặng. Nhưng mà cái này thì không bị nặng mùi lắm. Không tin. Rất là ngon. Mềm thôi, mềm thôi. Mềm thôi. Bây giờ cái món tiếp theo là món tôm. Đây, thấy không nha. Trời, cảm ơn anh. Nhìn nữa bờ kè không? Đây, trời ơi, tôm này mở bờ kè bán nó chích lì luôn á. Thấy cũng lạ. Rất là lạ, khi mình ăn món ăn được. Điều tiên cảm nhận là rất là lạ. Không, anh biết không? Khi mà ăn, em đã ăn món Ấn Độ cũng khá nhiều, lâu lâu mình ăn á, mình đổi vị á, thì khi mà ăn á, để coi thử coi. Cái tôm này nè, thật sự á là nó rất là cay. Đâu cái nào cay đưa anh cũng được. Nhưng mà ăn một hồi á, thấy cái mùi á, do cái gia vị của nó, cái gia vị của Ấn Độ á, nó đặc trưng quá và nó rõ quá. Khi mà mình ăn, nếu mình không quen ăn á, mình sẽ thấy nó Ấn Độ là họ nấu thiên về gia vị, rất là nhiều gia vị. Và trong nhà hàng bây giờ thì em nói, mà ở miền thôn quê hay là cuộc sống bình thường, người ta ăn bóc không mà, người ta không có dùng đũa. Mà bóc, thấy bóc. Người ta bóc vậy nè, bóc. Đúng rồi. Dạ. Vì sao ta ăn bóc mà ta không dùng đũa? Tại vì đối với họ là đoàn gạo đó, là hạt ngọc trời cho. À, thì mình dùng đũa gấp cơm á, lùa cơm á là một cái điều nó không hợp lý, vì ông trời nó cho cái hạt ngọc. Nó không trân trọng, nên họ luôn dùng tay để bóc cái hạt ngọc ra ăn. Rồi bây giờ mình dùng cái món cuối cùng là món Lily. Dạ. Lấy một chút không? Dạ. Ừ, bé thật là nhanh nhẹn. Bé này hợp. Bé này thưởng. Thưởng thêm cái bông. Là mạng gì? Dạ. Con không biết nữa. Trời ơi, mình xài mạng gì mà không biết hả? À, mạng gì hay mạng điện thoại hả? Mạng điện thoại hả? Trời ơi, hai đứa hợp nhau ghê. Mạng tôi là hỏi, nhưng mà cung mà tôi không cần hỏi nè. Cầm dĩa đưa lại nè. Dạ, dĩa đưa lại nè. Đưa. Con là cung tỳ nữ đó. Con là cung tỳ nữ đó. Dạ. Ghê. Đây. Cá đúng không? Cá. Không biết luôn. Để anh thử trước nha. Thử đi. Có cây không thì anh mới cho em ăn nha. Nó giờ anh thử hai món luôn. Món này không cay nè. Cái này cho em. Ôi, cái này được nè em. Nhiều vị ướp, đậm ướp. Thơm. Ngon hả? Đậm vị. Nói chung là người Ấn là rất là nhiều vị. Đúng rồi. Cái thịt cá ngon. Cái thịt cá ngon bên trong, nếu mà làm như vậy cá ngọt, thường... béo. Đúng rồi, thường là mình là nghĩ là nó sẽ bị bở ở trong. Nãy giờ mình quên.
Thật ra cái mà cái hay của món Ấn Độ nữa là nước chấm. Cái chấm nó rất là biệt. Sốt. Mấy bạn muốn ăn không? Muốn ăn thử món gì không? Đây không? Muốn ăn thì mình chơi trò chơi, mình thích ăn món nào mình ăn thôi. Chơi. Chơi gì vậy? Đây, ăn được rồi. Mọi người cái bong bóng. Trời, cái bong bóng gì to dữ vậy? Ai thổi nổ cái bóng trước người đó. Ôi, thua. Sao vậy? Con sợ lắm. Rồi hai bạn lại thổi. U, chừng nào nó mới nổ nè. Bum. Ê, giống như mình đang ăn mà coi cái coi diễn xiếc bong bóng hay vậy. Em nói người ta chỉ là trò chơi của em á hả? Vui bể mà sao bể mặt quá à. Không, cái này nó không vô mặt đâu, nó vô mặt người đối diện á. Đối diện kìa. Đối diện ở đây xa lắm. Sao quá nha. Vì miếng ăn thôi mà hỏi bằng bóng. Hê đó. Anh giỡn. Thời gian chơi trò chơi đã hết. Cảm ơn bạn. Hết thời gian rồi. Ê bảy rồi mọi người. Em đi mọi người. Rồi một người đại diện. Bé giống gì mầm non quá. Như vậy là ở vòng này chúng ta ăn món ăn của Ấn Độ. Dạ. Thì đố bạn vòng sau chúng ta ăn món ăn của nước nào? Dạ không biết. Về đồ cây. Thái Lan. Cây á. Thái Lan. Việt Nam. Chúng ta chờ xem có đúng như vậy hay là không. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiếp những phần sau đây. Như vậy là vừa rồi các bạn đã bỏ lỡ những món vô cùng ngon từ Ấn Độ. Đó, những món quá tuyệt vời. Phong này phục thù. Bây giờ các bạn chuẩn bị phục thù bằng những món ngon sau đây. Xin mời clip. Ở vòng 3 này, mời tộc trưởng và những khách mời cùng đến với những món ăn cay của nền ẩm thực Trung Hoa. Nổi tiếng với sự tinh tế trong cách chế biến, hội tụ đầy đủ hương sắc, vị và đảm bảo dinh dưỡng. Mở màn nhẹ nhàng, rộn ràng và lẹ làng với món cá tầm hấp cay mãng đường. Cá tầm tươi ngon, mang đi phi lê thành từng miếng vừa ăn. Rải sốt xì dầu ngư cay cho thấm đều thịt cá. Thêm ớt muối ngư cay, rồi đem đi hấp trong 5 đến 7 phút cho thịt cá vừa chín tới là đã có thể thưởng thức ngay rồi. Thịt cá săn chắc, béo ngậy, cùng vị cay cay đậm đà của sốt ngư cay càng làm cho món cá thêm thơm và kích thích vị giác. Chấm cá với nước tương Colorman, thêm chút sa tế tôm và hành lá. Ăn một miếng cá tầm hấp cay mãng đường, nó ngon muốn hết thấy đường luôn đó nha. Tiếp theo là món mực rang muối Hồng Kông cay, với nguyên liệu chính là mực ống tươi và muối ớt cay Hồng Kông. Cùng quan sát cách chế biến của anh đầu bếp nha. Đầu tiên cắt mực ra nè, khứa mực nè, rồi cắt nhỏ nè. Đập một quả trứng gà nè, trộn đều nè, tẩm bột chiên giòn rồi đem đi chiên nè. Cắt ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, hành lá, xốc chung với mực. Cho muối ớt cay Hồng Kông vào, rang đều. Đợi cả hai cùng nóng lên là có thể đổ ngay ra dĩa để thưởng thức rồi. Một chút tỏi phi sẽ cho món mực thêm thơm ngon. Miếng mực thơm cay, mặn mặn vị muối Hồng Kông. Rót cho mình một chén tương ớt Colorman rồi chấm miếng mực vào thì thôi. Đãi rớt ăn thì rớt cũng phải đổ luôn đó nha. Tứ Xuyên là nơi trứ danh với ẩm thực cay và nóng. Vì vậy, đậu hũ Tứ Xuyên cũng không là một ngoại lệ. Thành phần chính của món ăn này là đậu hũ non, thịt băm và các loại gia vị cay nồng. Cắt vuông những miếng đậu hũ thật mềm. Gừng, ớt sừng, củ cải muối Tứ Xuyên được phi chung với thịt băm. Đảo đến khi thịt băm săn lại. Dĩ nhiên không thể thiếu sốt ớt Tứ Xuyên rồi. Nước sôi sẽ cho đậu hũ vào. Bột ngô giúp tạo độ sệt cho món ăn. Để bột ngô thấm thì lắc đều, chứ đừng lấy đũa đảo,
kẹo đậu hũ nát bét hết nha. Thêm chút hành lá để món ăn thơm hơn. Món đậu hũ Tứ Xuyên đã sẵn sàng được phục vụ thực khách rồi đây. Hương vị cay nồng của ớt quyện vào vị béo ngậy của đậu non, thơm thơm của hành gừng. Chan đậu hũ Tứ Xuyên lên cơm nóng và thưởng thức thôi. Món ăn kết sổ ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, luôn đứng đầu trong top những món ăn cay nhất thế giới. Đó là lẩu Tứ Xuyên. Món ăn này sẽ khiến thực khách siêu lòng bởi sự đa dạng của nguyên liệu, gia vị, cầu kỳ trong cách chế biến để dậy lên hương vị hấp dẫn và đặc sắc. Hội tụ biết bao cái ngon: thịt bò không xương thượng hạng, dạ bò, tim heo, thịt lõi cổ bò và rong biển cuộn xíu mại. Cách chế biến như sau: trải đều giò sống lên rong biển, cho thêm thanh cua vào giữa rồi cuộn tròn lại. Nước lẩu gồm hỗn hợp xuyên tiêu, bạch đậu khấu và các loại ớt. Thêm nước cốt lẩu Tứ Xuyên. Cho tất cả vào nồi nước đang sôi. Cho thêm đậu hũ chiên, da heo ngâm nở và giá sống. Một nồi nước lẩu sôi ụt 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 ụt. Sắc lẩu rực rỡ, vị cay thơm nồng, tê tê đầu lưỡi. Đồ nhúng ăn kèm cũng rất là thượng hạng. Nhúng sương sương miếng thịt bò là có thể ăn tái rồi đây. Cho những phần đồ ăn vào nồi lẩu. Vậy là có ngay một nồi lẩu trọn vẹn, chất như nước cất luôn rồi. Quá là xứng đáng. Hai đội nhớ lăn xả, bung lụa tới bến nha. Wow. Ôi, rồi. Ngon không? Ngon. Ngon. Dòng này không ăn thì chờ cái gì nữa. Thiệt. Đúng rồi. Thiệt. Cố lên nha. Hết sức nha. Ok anh, dạ. Cố lên nha. Và dĩ nhiên còn một phần quà đâu đó quanh đây chúng cái ta. Cái đường nữa. Nếu mình mệt có thể xin về trước. Em đang nhớ gì nồi lẩu. Em thích hết. Lê Lê thích hết hả? Dạ. Đi xuống bếp ăn. Rồi, đội nào chiến thắng thì mới được ăn. Đơn giản vậy thôi, xin mời trò chơi. Trò chơi này có tên là đẩy gậy. Sẽ có một cặp bước vào đây, một của đội này và một của đội kia. Đẩy ai ra ngoài vòng trước chiến thắng. Có ba số 1 hay 3 hãy tự chọn ngẫu nhiên. Âm thầm, hộp, hộp kín. Rồi, xin hỏi ai là số 2? Đấu. Rồi, bước vào trong. Bước vào trong. Rồi, hai người cầm cây. Đội nào đẩy được đội kia ra khỏi vòng là giành chiến thắng. Rồi vô. Trâm ơi, anh tin em ở khúc này. Trâm ơi. Ừ, từ từ bình tĩnh. Đừng có đẩy người ta quá. Ôi, nó cầm cây nhưng mà đẩy được chứ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đừng tới người ta. Có để mình té. Rồi, cặp số 1 là ai? Đây, đây. Rồi, hiểu luôn, hiểu luôn. Yeah. Mày đâu? Không, giải bóp giỡn, giải bóp giỡn. Mày ngẫu nhiên thôi mà, gì đâu. Anh Thiện ơi, không lẽ anh thua? Trời ơi, đừng làm áp lực cho anh, anh thua đó. Tỉnh. Em cố lên, cho gần, Cam ơi. Nè, cho lợi thế chứ. Ừ. Ok. Không. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ai giỏi, giỏi, giỏi. Xuất sắc. Rồi, 3-0. Trời ơi, trời. Đừng có giỡn. Rồi. Khó quá. Anh thấy trò chơi vận động này nó không dành cho đội mình rồi. Bây giờ chúng ta để tính công bằng, chúng ta chọn lại số. Bí mật mời. Đúng không? Chứ chơi vậy bên này thì bị ép sao? Rồi xong. Bên kia xong chưa? Rồi xin hỏi ai là số 3? Đây. Ồ, đó. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Tại vì cặp vậy mới vui chứ. Ok.
Chửa mà. Chửa mà. Tao chưa có thổi mà sao kỳ. Đợi anh thổi. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh em, bình tĩnh. Ok. Em. Ok. Gọi vô. Cái này con Nga có được tiền không? Nói chung thua rồi. Thanh Trần mà đẩy gọn nổi sao đẩy lại Chí Thiện. Rồi, lượt tiếp theo. Hiện tại là 4-0. Tiếp theo. Ai là số 1? Chơi hả? Thôi ai mà. Là số 1? Thôi rồi. Nữa. Rồi, định mệnh sắp đặt. Vô. Lại là mình nữa à? Lại là mình nữa sao? Dạ, lại đây mình sẽ chết rồi, em đấu với Thanh à. Hiện tại là chúng ta có 4-0. 4-0 rồi. Chơi hết. Rồi, chúng ta chơi hết lượt luôn. Ờ, ok, ok. Rồi, cho nó vui. Ok, ok. Mặc dù đội đây không vui. Em đang đùa giỡn với bạn chơi luôn á. Trâm. Năm không rồi. Thôi, bây giờ đổi số một lần nữa, bí mật. Ok, 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 đổi nữa. Các bạn và quý vị thân mến, chúng ta đã từng nghe người ta nói là châu chấu đá xe. À. Mình là châu chấu. Bây giờ cho hai người, hai đội, hai người bên kia, hai người bên đây đi. Hai người bên đây với một người bên đây. Ba người luôn đi. Một đứa đẩy gọn lợi, hai đứa. Cho ba người vô chơi luôn đi anh. Thôi bây giờ vậy, ai là số 1? Mời về đây. Ai là số 1 kìa? Ai số 1? Số 1 à? Ủa dạ quên. Ai là số 1? Chết rồi. Trời ơi. Ủa? Cho bò hút nhau rồi ngủ chết nè. Anh bây giờ đội em cho bên kia ưu tiên luôn. Cho chỉ điểm luôn. Thích đấu dài luôn. Thích đấu dài nè. Thanh. Trời ơi Thanh. Con ơi. Trời ơi. Nó còn nghe nè. Cỡ xuân đang chuẩn cùng thua. Vui còn thua mà. Em đợi Thanh. Nhưng mà thích nhau đúng rồi. Đúng rồi. Thích đúng không? Vui mà. Vui phân tuổi nha mà. Mọi người. Ở đây phân tuổi nha mọi người. Mời trình diễn ở đây là kết thúc. Trời ơi trời. Rồi, mời ai vô, Dũng vô. Đó, trời ơi. Đúng rồi, phải thử. Đúng rồi, phải thử cái này nè. Vô. Chưa, từ từ, để rồi. Cố lên chị. Trời ơi, khó ăn chậm lắm nha, đừng có giỡn. Anh còn sợ chậm đó. Mời chừng vô mặt nha. Đẩy nhau, đưa nhau đi. Cố lên, cố lên. Ủa sao quơ cây vô ngựa đây luôn á. Trời ơi, thắng rồi anh. Ủa, ủa hửa nè. Ủa hửa nè. Ủa, chưa ra, chưa ra, chưa ra. Chưa ra, chưa ra. Cố lên, cố lên chị. Cố lên, cố lên chị. Một lần thắng hiếm thôi. Rất hiếm thôi. Ê, đi. Ở đây chứ ngoài từ Thanh Trần không làm ca sĩ rồi đúng không? À với lại Trâm cũng làm ca sĩ rồi đúng không? Dạ. Còn bốn bạn lại là ca sĩ hết. Thì bây giờ vậy, bây giờ đẩy thì nói thật là bên đây đẩy sao lợi. Thì giờ mình đổi nhẹ cái gọi là tạo ra cái không khí thôi. Ok ok ok. Thấy không? Đổi sao? Giờ mình u nè. Đâu? Ai u dài hơn thằng? Trời đất ơi, ba này có nói không à. Ba lượt hay chúng ta có ba lượt ha. U là kéo dài đúng không anh? Đúng rồi, u vậy đó. Đơn giản vậy thôi, trò chơi dễ vô không? Ok, thử à. Rồi. Ai với ai, ai với ai? Bây giờ này, thích ai? Thanh. Thu hoài thích hoài. 3, 2, 1. U. U. U hù là gì con? Rồi thua rồi, thua rồi. Thua rồi, thua rồi. U là la. U là la. U là thắng đúng không? U dài mộ. Lại thắng à? Lại thắng đúng rồi à? Chúng, ok em anh chuyển đi rồi, anh em 2, 3 a không u rồi lấy u giờ a chứ u hoài vậy. Ok u là nó giữ hơi, u còn a là nó nhiều hơi. Đúng rồi. 2, 3 a a thua nữa, thua nữa. Người ta chơi là người ta phải tính toán.
đâu có, tôi nói là a, tôi đâu có kêu là a bự. A đúng rồi. Ừ, đó chân bạn chứ. Thôi đầu tiên á bị mất rồi. Đúng rồi. Để mai cũng chữ a vẫn còn, còn ông Dũng lên. À em là một lúc sau em mới nhớ ra nhưng mà nó để hết hơi rồi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ còn lại thôi, không lựa chọn. E anh. Hả? E. Có. B. 2 3 sao lại orange được? 2 3 vô. B. Cái mặt không có căng thẳng. Bà đã không có hơi, bà còn rung nữa bà nội. Rồi, nói chung đội mình rất là giỏi, chơi cái nào cũng thua hết trơn. 3 lượt mà thua 2 lượt rồi. Chúng ta ăn thôi mọi người ơi. Chết thiệt chứ. Chết thiệt. Cái này là chết thật đó. Thì chúng ta phải biết cái luật là thắng thì ăn, thua nhìn miệng. Và chúng ta là những người có lòng tự trọng. Dạ. Vì khán giả đang xem chúng ta hay là những người nghệ sĩ ăn uống cho đàng hoàng. Đúng. Rồi thắng giúp giùm anh cái dĩa đó. Đúng rồi. Dĩa này đúng không? Này là bóng mực nè. Ê, cái này được nè. Đó, nó cũng tỳ nữ mà không tin. Đây, bóng mực. Hồi nãy trên clip nói á là chúng ta phải chấm này với gì? Ờ, dạ, chấm với lại không phải Colorman gì đó. Colorman. Colorman. Hai đồ ngon lại nó khác liền không? Giúp cái mực nó giòn. Các gia vị người ta sắp lên á. Nó vừa tới nó không gây ra cháy đắng. Dạ. Cảm ơn tộc trưởng đây. Hey, anh okay, ơi. Ok. Rồi mình để bên đây luôn đi anh ơi. Rồi 3 2 1 chúng ta cùng dỡ lên ăn nha. Vô. Vô. Ủa? Vô. Vô. Ủa? Vô. Nãy mình chơi chung á, nãy mình chơi chung. Dạ. Ê cái gì vậy? Đó. Ủa? Vô lại đây nè. Nhai thật khẽ. Chậm thôi. Đừng có vội. Cái mực á nó giòn, nó giòn rụm mà ở ngoài á gia vị á vừa. Hồi nãy tính là sẽ chấm tương ớt nhưng mà thật ra không cần chấm, nó cũng đúng đã rồi. Vừa và ngon rồi. Đúng không? Đúng. Mà hồi nãy anh nói là nhai chậm là đúng á, tại vì khi mà càng ăn á thì cái gia vị xung quanh cái miếng mực á nó thấm vô. Trời ơi, lớp bột áo bên ngoài. Trời ơi. Nó hiện không những á nó giòn nữa còn dai nữa nè. Mà cái này ngon thiệt. Không, nhìn là thiệt ngon thiệt. Bây giờ chúng ta tiếp tục là cái món gọi là cá tầm hấp cây nè. Ông không cần đâu. Cá tầm hấp cây nè. Ông không cần đâu. Ủa em cung tỳ nữ luôn hả? Này chúng ta thấy không? Đưa vô. Sao anh? Thứ cá rất là mềm thơm. Nước sốt đậm đà, ớt cay. Cay. Chúng ta ăn mấy cái cá ăn nhiều ớt vô, Lily, hiểu dạ, không? Dạ, dạ hiểu. Ủa khoan anh, cái này mình có thể chơi trò chơi nữa. Hả? Mình có chơi trò chơi. Mệt rồi, chơi gì nữa. Không chơi. Cái tư tưởng của nó, cái vị nó rất là hay nha. Nó sao ta? Hay sao anh? Nó thanh. Nó thanh, nó không có bị mặn lắm. Đúng rồi. Nếu thành. Mình thích thì mình có thể dùng thêm miếng cơm. Nếu thích nha. Trời. Đây, đúng rồi. Mình phải bỏ thêm một miếng cơm trắng vô nữa. À không, người ta ăn tấm ngon như kệ ta. Anh nãy này là cá tầm của mình. Đây. Cá tầm rất là ngon. Nè, miếng cơm trắng. Trời ơi, có thêm miếng ớt. Trời đất ơi, bỏ thẳng vô miệng của anh. Trời đất ơi, bỏ thẳng vô miệng của anh. Khoan thiện, từ từ. Chưa vào hang, chưa vào hang. Từ từ anh, cho một miếng nước lên nữa, xíu. Ít thôi, ừ. Đó, rưới lên nè. Mới cho miếng cơm. Cơm trắng cũng được. Ăn cơm không cũng ngon. Không, cho cháu cơm không đi. Thôi đừng ăn, làm vậy kỳ lắm. Thật ra ở nhà là anh rất là ít ăn cơm, vì sợ nó mập.
Nhưng mà ở đây là phải ăn vì sao? Nó xứng đáng để mình ăn. Đúng. Khi chúng ta là thành viên trình thì chúng ta được có cái hạnh phúc là khán giả coi rất là nhiều. Khán giả ủng hộ chương trình và ủng hộ nghệ sĩ thì mình rất là vui vì chương trình đã 6 mùa rồi mà được nhiều khán giả ủng hộ. Trong đó có gia đình mình, đúng không? Dạ. Có cô chú anh chị mình là thấy mình ăn hạnh diện và cũng có những gia đình khác. Khi con cái họ không được ăn mà phải ngồi đi xin như vậy. Ngày mai sẽ có một cô ba ở bên cầu sông Hàn sẽ chạy qua nhà của bé gặp mẹ. Bé mẹ tên gì? Dạ, mẹ Mai. Chị mơ ơi, chị mơ ơi, tôi mong chị lên TV choáng thất vọng. Thôi chia buồn gia đình, tôi về đây. Bà Mai phải gọi bà khác. Trong gấp Mai, cô Mai gọi điện thoại. Hai giọt lệ chảy. Lây ơi Lây, mẹ có để con thua thiệt à, bao giờ đau Lây ơi. Gia đình này còn đau mà nói chuyện với bà con hàng xóm Lây ơi. Sau đó Lây buồn bút vé bay về Đà Nẵng, chạy về tới cửa nhà vườn không nhà trống, rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ về với gia đình đi, mặt mũi nào mà về con ơi. Mấy giờ cho em ăn miếng xong cắt cái đoạn mang đi được không? Trời ơi, mẹ Mai lại thấy cả nó nữa. Mẹ lại gọi điện nữa. Em ơi, mùa 6 rồi cho nên là hả, chương trình rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ máy quay chỉ từ trai dưới nữa nè, hiểu không? Máy quay đủ mọi nơi, cửa nào cũng thấy em ăn hết trơn á. Bây giờ chúng ta thử món tiếp theo là cái món gọi là tô bù tư chuẩn. Ừ, cái này là món đặc trưng luôn á. Đậu hũ. Không có người Hoa nào không ăn món này. Dạ. Đi ăn món Hoa thường ai cũng sẽ gọi món này. Và không có người khách du lịch nào không biết về món này. Nghiêm túc mà nói, đúng không? Đúng rồi. Mịn, mềm, tan chảy trong miệng. Đậu hũ đó mình dễ dở. Hôm nay là thứ bảy, tao phải ăn nhiều vô. Ê, đậu hũ ngon, tấm luôn á. Bây giờ chơi trò chơi nè. Ai thắng được ăn. Yeah. Đây, trò chơi đơn giản thôi. Đừng nói là đứng lên cân nha. Ba bạn cân, bạn là ít ký nhất ăn. Trời ơi. Bây giờ nếu mình cân gọi là ít ký nhất thì chắc chắn Lily sẽ ăn rồi. Bây giờ mình sẽ chơi vòng tròn. Mỗi người sẽ tự đoán ký của người đối phương. Ai sai số ít nhất ăn. Hợp lý không? Không bằng không? Hợp lý. Ok. Rồi, bây giờ Lily cân đầu tiên. Dạ. Mời Julian Jun và Oren đoán. Sai số ít nhất nha, đoán trước đã. Ngồi tiếp từ con. Anh nghĩ tầm 40kg à. 4 cục, 45 là cùng. Mời đoán. 43. 43. 45. 45, cân. Rồi, hơn. Mọi người phải tính cái quần áo trên người em nữa nha. Tính luôn chứ. Tính luôn á. Rồi. Thấy đôi giày nặng á. Bỏ tay ra nè. Tính đôi giày luôn hả? Ôi trời ơi. 44kg. Hai số này què nhau. Rồi, tới Jun sẽ là người được cân. Hai bạn hãy đố đi, hãy đoán đi. 60. 60. Lily. Không tới 65 đâu. 61. Mời. 58. Thả tay ra, thả tay ra. 60 đúng. Mình đang có một điểm số. Đúng chưa? Hai bạn kia chưa có điểm số. Bây giờ tới lượt em cần. Orient hả? Đoán chứ. Trời ơi, nhìn đôi giày hết sợ ma quá kìa. 58kg. Không, tính luôn đôi giày là phải 46. Tính luôn giày đó. 51. 47. 47. 47, lên cần. Bả 52 đó, bả chắc thịt lắm. Chục ký. Thấy chưa? Là hai bạn đang đều nhau về tỷ số. Con coi như là không được ăn là chuyện chắc chắn. Rồi, bây giờ là câu hỏi phụ. Rồi. Tại vì hai bạn này là cùng chung điểm với nhau mà. Ok. Giờ chúng ta sẽ đố những cái gì có trên bàn đi cho nó gọi là dễ đố ha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đây là gì? Là heo. Ăn. Cuộc sống không lên trước điều gì.
Ngồi lâu có xe đến rồi đi. Thôi Jun, ăn những gì mình thích. Dạ. Bây giờ trước khi mà các bạn ăn, tôi sẽ bỏ bắp vô nè, cho nó cái ngọt ngọt nước này đó. Trời thiệt. Nó rớt một miếng giống như là tiếng lòng của hai bé này kêu vậy. Cái này chờ mấy cái gì nhỉ? Đây đây, tắm gì chén. Color Man. Ngon hả? Ngon. 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 Đây là lúc em coi cái clip em thấy mà chiên tỏi là em đã rất thèm rồi. Đúng rồi. Nhìn mình hiểu được cái mùi á, mình hiểu được cái mùi là mình thèm liền. Bây giờ anh chỉ cái này em hát có cái từ đó trong cái câu hát là được ạ. Dạ. Chơi không? Dạ chơi. Đi. Con bạn tôi sáng đạp xe. Đừng có nhắc nha. Không có được nhắc. Thằng đi về thêm. Thằng đem về một gói mì tôm. Trời ơi, đó là mình chấm. Đọc rap cũng là đọc rap, mình phải hát. Ca sĩ gì kỳ vậy? Không nhớ thì không được ăn hết giờ. Mì sexy mì. Ủa chú mì ra được rồi. Mì. Trời ơi, chấm về luôn á. Nhớ rồi. Hết giờ. Rồi tới con này Ly Ly. Đúng không? Dạ. Quá dễ. Hát cái nào có chữ bò. Quá dễ luôn á. À, dễ lắm luôn á. Mấy cái bài tuổi thơ á. Bài tuổi thơ. Con cáo. Mấy bài thiếu nhi á. Một con bò sẽ ra hai cái cá. Bò sẽ ra cái cá. Một con vịt còn khó kìm luôn á. Trời, nhắc tới vậy rồi không nhớ luôn hả? Ăn giờ ai cũng nghĩ ra luôn á. Lúc lăn. Bò lúc lăn. Bò lúc lăn. Cái đó là sự giúp đỡ của chú Thiện không công nhận. Thật sự là mình ăn mà đồng nghiệp mình ngồi kế bên mà phải gồng ghì như vậy là mình rất là áy náy. Nhưng mà vì nếu mình phá luật thì chương trình không mời mình nữa. Đúng rồi. Buồn em thôi. Bây giờ mình sẽ được ăn bò. Mọi người à, trong này cũng có nè. À, trời biết sao tới, cái này ngon quá trời luôn. Trong đó có lòng tự trọng không cưng? Đi Lily Ly, bò mình chấm với lại cái nước sốt rồi nè. À, đúng không? Chấm vô nè. Cho vô miệng ha. Ngon. Nói chung là thưa quý vị là vòng 3 ăn rất là ngon. Và xin hãy bình tâm, vì vòng cuối cùng là vòng thứ 4, tất cả đều được dùng. Lúc đó thì gia đình mình không nói gì cả. Cô bé đang làm gì vậy? Con không có bóc, con không có gấp, không tự gấp. Rồi, nói chung là chúng ta kết thúc ở vòng này. Cái vấn đề ăn bò thì kết thúc ở đây. Còn chúng ta sẽ còn một vòng khác nữa là vòng thứ 4. Thưa quý vị, hãy cùng chờ xem. Nấu cái gì mà thơm phức vậy trời. Mình sẽ nhúng một miếng bò cho Ren nha. Thấy không, mọi người, người Quảng Ngãi đó mọi người. Người Quảng Ngãi rất là nhân hậu, tốt tính. Ngon. Bây giờ là vòng tiếp theo, thưa quý vị. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, vòng thứ 4 luôn là vậy. Chúng tôi mang đến những câu chuyện và những món ăn. Có thể là món mặn, có thể là món ngọt, nhưng mà luôn có một cái sự ưu ái dành cho khách mời. Vì chúng tôi mời họ đến đây để họ tâm sự câu chuyện, cũng như là mang thức ăn ngon tới cho tất cả các bạn. Có thể là đường phố, có thể là ẩm thực vùng miền mà đặc biệt rất là ngon và được nhiều người yêu thương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với món ăn gì và nhân vật đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi video clip sau đây. Chè mâm Khánh Vi nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là quán chè lâu đời nhất, tính đến nay đã tồn tại 45 năm, được truyền qua 3 đời, luôn đông nghịch khách từ lúc mở bán cho đến tận khuya. Chè ở đây đặc biệt được bán theo mâm, mỗi mâm 16 món, gồm 13 loại chè các loại, cùng xôi đậu xanh, rau câu và bánh lăn. Mỗi chén nhỏ lại mang một hương vị đặc trưng riêng, nhờ nguyên liệu nấu đa dạng, kỳ công. Những thực khách đến đây thường đi theo nhóm, kêu một mâm chè, rồi cùng nhau thưởng thức mỗi món một chút, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, là đủ bù đắp cho một ngày dài mệt mỏi.
Chủ quán hiện tại là chị Lê Thị Thanh Tuyền, truyền nhân đời thứ ba của chè mâm Khánh Vi. Quán chè của tôi là ba đời. Hồi đời bà là trước giải phóng 1975. Tới đời mẹ, đời tụi tôi là đời thứ ba. Bán chè mình cực nhưng mà vui. Mình ở nhà mình làm cực như mình ra quán, mình bán cho khách mình rất là vui. Như khách kêu cho tôi chén chè này, chén chè kia, mình bán, mình như giải trí đồ ốc, mình vui. Tôi mới nói thôi quán chè này hôm tới đời con tôi sang lại cũng như để lại cho con tôi. Con tôi nói tới đời con biết có nổi hay không mẹ, mà đời thứ tư thì chè cực quá. Đằng sau nét mặt hiền lành, luôn tươi cười, cần mẫn với nghề bán chè là nỗi ám ảnh kinh hoàng đến bởi chính những nồi chè của chị. Bé Khánh Vi, con gái duy nhất của vợ chồng chị Tuyền, đã từng rơi vào nồi chè của mẹ nấu, bị phỏng cấp độ 4. Tất cả các bác sĩ đều phải lắc đầu vì không thể nào cứu chữa được. Nhưng bằng tình thương bao la của người mẹ, nhất quyết không thể để mất con, thì kỳ tích đã xảy ra với gia đình chị Tuyền. Để ngày hôm nay đây, hai mẹ con bán chè đáng yêu này sẽ chuẩn bị mang món chè mâm gia truyền ba đời đến với Thiên Đường Ẩm Thực và chia sẻ câu chuyện kỳ tích của mình nha. Chị Tuyền thân mến, hôm nay chị đi một mình hay là có con gái đi theo? Dạ, có con gái đi theo. Mời lên luôn chứ. VV lên đi con. Vi mang quà lên nữa. Trời ơi trời. Dễ thương quá. Trời ơi. Rồi Vi qua đây ngồi nè con. Thì chị, mình bán là mình bán một lần là luôn luôn là 16 món. Dạ, còn nhưng ai mà không thích từ chén một á thì mình thích gì mình kêu đó cũng được. À, chứ em đi hai người ăn 16 chén kỳ. Dạ, dạ. Đúng không nổi đâu. Dạ. Trước khi ăn nha, em hỏi là tại vì hồi nãy trong cái clip á có sự chia sẻ là hồi xưa là bé bị phỏng. Dạ. Và do nồi chè. Dạ. Rồi trên clip cũng nói lần là thua rồi. Dạ. Bác sĩ chê rồi đó, bộ trưởng mà nó nặng quá, đem vô bệnh viện là lúc mà nó nồi té vô nồi chè á, là nồi chè rồi nó trụm lẫm, là hên là nó đưa hai cái tay với hai cái chân thì nó dính cái miệng nồi. Rồi cái mặt cái thì nó đưa lên là nó cũng còn khôn, nó còn đưa thôi, nhưng mà trong người nó rớt vô nồi chè trống hết rồi. Trời ơi, nó 3 tuổi. 3 tuổi. Mà làm sao mà để rớt vô nồi chè chị? Dạ, cũng như là có một bé làm ở đó ở nhà, xong rồi bé này chú nó đi chạy về cầm cho bịch kẹo. Nè chú cho con thì con nít mà, thì nó cầm kẹo nó thích. Nhỏ kia thì nó cho cô bịch kẹo đi con, cho cô bịch kẹo đi. Thì nhỏ này cứ thục thì nồi chè mới lên xuống. Mới lên xuống rồi nó ngồi tụm lẫm ở trống luôn. Trời ơi, em mà thiệt đúng là có con rồi mới hiểu. Dạ. Thấy cảnh đó chắc chỉ có chết thôi chứ không sống nổi. Dạ, đi khóc không biết gì hết rồi. Người dân mới đem nó vô trong bệnh viện Nhi Đồng 1. Rồi đem vô chổng thì bác sĩ nói bé nặng quá, tới độ 4 mà không cứu được. Hồi đó năm 2007 hay sao, nó là 3 tuổi. Rồi đem vô bác sĩ lắc đầu không à. Mà nhiễm trùng máu, nó nhiễm trùng máu tới 3 lần mà nó nằm trong cấp cứu 2 tháng không có ra ngoài phòng ngoài nằm được. Tại nó nặng quá. Cách ly á, với lại bị hoại tử về da nữa. Dạ. Rồi bác sĩ nói về giờ cứ nhiễm trùng máu hoài, cái tiêm thuốc vô là nó xì mũ. Tiêm thuốc qua xì mũ lên. Nó không, nói chung nó mới 3 tuổi mà nó bự bằng mình luôn. Nó phù quá. Rồi lúc đó chắc khóc chắc chết hả? Dạ, 3 ngày đầu thì nó la dữ lắm liếc rồi nó không còn sức nữa. Rồi bác sĩ mới ghim mạch hết luôn, tay chân luôn. Ghim hết luôn nhưng mà nó cũng không có mạch luôn, phải cạo đầu, mà cạo đầu hoài luôn, phải ghim mạch trên đầu. Trời ơi. Cho nên là đúng là ông trời ông không bao giờ mà ép ai vào đường cùng cả, luôn mở ra một con đường nếu chúng ta biết nhìn nhận mọi việc. Khi mà thấy con bị gì á, cha mẹ nào cũng chỉ có một câu thôi, ước gì ông trời ông cho tôi bị đi để nó đừng bị. Nhưng mà đâu đổi được. Rồi bây giờ chú hỏi con nè, Khánh Vi đúng không? Thấy mẹ làm chè cực vậy mà sao đòi làm chè chứ? Sau này mình bán khác đi, đừng bán chè, bán hộp sàn đi con. Nói chú đi, con thích làm diễn viên. Thích làm diễn viên? Dạ, con thích làm diễn viên. Khổ lắm con ơi, cực lắm. Giờ này chưa cho về thấy không? Giờ này bắt ăn chè lên ký con thấy không? Nghệ sĩ cực lắm, giờ này đem 16 chén chè nó bắt ăn thì ký lên, chị đâu có nổi. Lên mập xong cái nó không mời nữa. Nó thấy nghề nó bạc mãi không? Nói trời thôi chứ sao thích làm diễn viên đó nghe coi nè. Dạ, tại vì con thích là được nổi tiếng. Để làm gì? Dạ, để quảng cáo chè mâm. Ôi, 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 ôi,
kính thưa quý vị, một âm mưu lớn. Người ta ước mơ nổi tiếng là gì? Đúng rồi. Để làm được những điều mình thích, để được cái sự hào quang, để khán giả chào đón mình, chứ không có nổi tiếng để quảng cáo chè cho mẹ. Trời ơi con ơi, con có ước mơ vô cùng nhỏ bé nhưng sâu sắc. Nhưng mà chú nói con biết luôn, con không cần phải làm điều đó khi nổi tiếng, vì quán chè của mẹ con đặc biệt hiện nay đã nổi tiếng rồi. Và sau khi lên chương trình này luôn, chia sẻ về câu chuyện của mẹ con, cái tình thương bao la của mẹ dành cho con, nó sẽ kéo khách tới với quán mình. Và chú tin rằng năm sau nữa thôi, năm sau nữa thôi, tài trợ chính chương trình này chính là chè mâm. Yên tâm đi. Thiệt, giờ muốn làm nghệ sĩ diễn viên thiệt không? Dạ. Việc đầu tiên là phải giảm cân, làm được không? Dạ được. Và cái việc đầu tiên của giảm cân là không được ăn chè. Ê, em có thích ăn chè không? Dạ không. Ủa nha. Ôi, chú gì? Đau đớn quá. Con bé nó có một ước mơ là con ước mơ đầu tiên để quảng cáo chè cho mẹ. Con thích ăn chè không? Không. Không. Thôi, không. Em nè. Tức là những người mà thường là bán phở hay là cơm tấm á, thì ở nhà thường là ít ăn. Hồi qua anh bán cơm cho mì quảng, anh vẫn ăn mỗi ngày nha. À không. Được, em thấy cũng có nhiều người như vậy. Giống như anh thì có ăn nhưng mà cũng có nhiều người không ăn. Ngửi hoài ngán à. Thử ngào ngán, cái bà bán cơm tấm á. Gần không, nhà em tôi... vẫn ngửi rồi không ngán nha. Và chú cũng quảng cáo cho quán của chú và chú vẫn ăn nha con. Dạ, vẫn ăn. Rồi giờ nói lại là ước mơ nổi tiếng để làm gì nè? Dạ để quảng cáo chè mâm. Dạ, vẫn ước mơ chè mâm nè. Vẫn một ước mơ thuần khiết nha. Ngoài cái đó là... Không, từ hỏi từ đây. Vẫn một ước mơ thuần khiết là quảng cáo chè mâm. Vậy con có thích ăn chè không? Dạ không. Con trả lời có lập trường, có lập trường. Dạ con thích ăn chè. Con, bây giờ chú hỏi một câu trả lời chân thành nè. Tụi chú đó ăn được chưa? Dạ được. Đó, vô. Và trước khi ăn em xin gửi cho chị một cái món quà của chương trình. Dạ. Thiên đường ẩm thực, đây là món quà để gọi là xăng, đi đổ xăng, đi cộ, đi lại thôi. Còn món quà nữa mà chắc chắn chị sẽ có được từ chương trình, đó là sự yêu thương của khán giả nhiều hơn. Bây giờ em chúc cho quán chè của chị ngày càng đông khách hơn nữa. Em chúc cho cháu nó sẽ thích ăn chè. Vô. Chè đậu xanh nè, chè bắp nè, chè đậu nè, chè chuối nè. Em ăn chè đậu xanh với đậu đen. Đậu đen nè. Đậu xanh. Em chè chuối phải không? Chè nước nè. Mè đen hả? Cái này là mè đen ở còn bắp, này. Bắp. Chè bắp. Bắp. Cái này là đậu đỏ. Đậu đỏ. Ăn đậu đỏ thì có nghĩa nè. Thưa quý vị, đây là một âm mưu phối hợp giữa mẹ và con. Mẹ đang cố gắng đưa cho nghệ sĩ ăn vô, mập lên, nghỉ làm, con bé trồi lên làm nghệ sĩ. Ghê không? Ôi. Khui quà. Thôi. Đây số 1 nè. Giờ mình khui của bên đây trước. Thôi khui bên kia đi. Khui bên kia trước. Thôi đi. Đừng mà. Số mấy vậy? Cái gì vậy? Quá tuyệt vời. Ủa. Mình hả? Còn 50-50. Có khả năng là mình thắng nhiều mà mình không có các bạn nữa chứ hả? Còn mình ăn nhiều mà mình không được gì luôn hả? Không, cái này có số rồi, cái này có số. Từ từ Nhan ơi, từ Nhan ơi, hồi hộp quá Nhan. Thôi xong rồi. Thôi cái này của ai? Đến đâu? Cái này là của tụi em nè. Chúng ta chỉ thắng một vòng thôi. Một vòng nhưng mà lỡ hơn á. Đừng có vậy anh Giang, đừng vậy anh. Cầm nha, cái đầu tiên mỏi nha. Mở ra cho mọi người xem nha. Đây, 3, 2, 1, các bạn đã nhận được số tiền là... Sao đời tôi nó đen dữ vậy ta? Ăn cái gì? Thôi, ăn chén chè mày đen đỡ đen nè. Nè, cầm cái bảng lớn lớn, cái số lớn lớn cho nó đau thêm. Nè, số lớn lớn cho nó vui thêm. Ôi ôi. 8 triệu sao chia ba? Ngày hôm nay cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình, mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Dạ. Cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình, mang tới những cái chén chè ngọt ngào như cái tình thương của mẹ dành cho con. Và cũng cảm ơn quý vị, những người đã yêu thương chương trình, yêu thương nghệ sĩ và yêu thương những người làm ra những món ăn ngon từ chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại. Đây là chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nước mắm Clement
đậm đà hương vị truyền thống.